Diệp Thắng Thiên. Bồ Tát trên cao, xin hãy ban phước cho tôi Diệp Thắng Thiên sớm ngày tìm được con trai đã mất tích nhiều năm. Ông chủ, có tin tức của cậu chủ rồi. Nó đang ở đâu? Giang Châu, mau đem nó về cho ta. Dạ. Nhà họ Diệp cuối cùng cũng có người kế thừa rồi. Đám cưới vui vẻ. Mẹ à. Phạm sao? Con đón Thanh Thanh chưa? Con vừa mới đến, đang chuẩn bị đi lên. Được rồi, vậy con đi nhanh đi. Người thân và bạn bè đều đến hết rồi đó, chỉ đợi được nhìn thấy cô dâu thôi. Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ đưa Thanh Thanh về ngay. Mẹ, con tới đón Thanh Thanh. Diệp Phạm, mẹ nói vài câu khó nghe trước. Với điều kiện của con mà muốn cưới con gái của ta cũng không dễ dàng gì. Hôm nay con phải thể hiện đủ sự chân thành đó nha. Mẹ, yên tâm đi, con chắc chắn sẽ tốt với Thanh Thanh. Con chắc chắn sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Nói nghe hay lắm. Lên đi. Cảm ơn mẹ. Mẹ, đây là rượu chặn cửa. Muốn đón con gái của ta thì phải uống hết nó. Mẹ ơi, buổi trưa ta còn phải đến nhà thờ, hay là rượu này có lệ là được rồi. Người chưa đón được mà con đã qua loa như vậy rồi sao? Tôi nói này anh rể, anh phải uống hết rượu này. Nếu anh không uống thì không thể đưa chị gái tôi đi. Được rồi, tôi sẽ uống. Hôm nay là ngày vui mà. Vì bà cậu không được uống. Uống như thế này dễ say lắm. Diệp à, cậu đừng uống nữa. Nè, cậu đừng uống nữa. Diệp à. Diệp. Dì à. Diệp Phạm, cậu ấy uống nhiều như vậy rồi. Hay là cho qua đi ạ? Cho qua sao? Chuyện con gái tôi gả đi, đó là chuyện cả đời. Tôi thân làm mẹ, tôi phải quản chuyện này chứ. Quản cũng phải có mức độ. Vẫn còn nhiều rượu như vậy, chúng ta thay đổi cách đi nhé. Được thôi, số rượu còn lại một chai 5.000. 5.000? Đưa tiền thì không cần phải uống nữa. Diệp, cậu còn 12 bình, tổng cộng 6 dạng, cậu làm thế nào? Tôi đã cho cơ hội rồi. Diệp Phạm, cậu uống rượu hay là đưa tiền đây? Cậu tự mà chọn đi. Con, như này cũng quá nhiều rồi. Còn nhiều rượu như vậy, uống hết là hai ta tiêu đời luôn. Đưa tiền đi. Được. Đưa tiền.
Cương, Ly Si. Mẹ, đây là Ly Si. Nếu chị thì cửa này cho qua đó. Cảm ơn mẹ. Giang quản gia, vừa nhận được tin tức chính xác, hôm nay cậu chủ sẽ kết hôn. Kết hôn. Ông chủ, hôm nay cậu chủ sẽ kết hôn. Cái gì? Chuyện này giao cho ông, nhớ kỹ. Con trai của Diệp Thắng khuyên tôi phải có đám cưới thật hoành tráng. Dạ ông chủ. Lệ Tuyết, con hãy mua lại tập đoàn Thiên Hạo ngay. 3 ngày sau tại Giang Châu tổ chức bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng để chính thức công bố danh tính của cậu chủ. Chúng ta sẽ tổ chức cho cậu chủ đám cưới thu hút sự chú ý của cả thế giới. Dạ thưa cha. Sẵn sàng chưa? Đi đi. Tôi đến để đón Thanh Thanh. Phiền hai người nhường chỗ cho. Cương, đưa Lì Xì của mọi người nè. Tô Nguyệt của em nè. Tôi đón dâu đâu có dễ dàng như vậy đâu. Đàn ông đó càng dễ có được thì sẽ càng không biết trân trọng thôi. Đúng rồi, có được dễ dàng như vậy, làm thế nào để anh chứng minh sự chân thành với chị tôi chứ? Đúng không anh rể? Phải. Vậy em nói xem, còn muốn anh làm gì nữa? Quà mở cửa 10 vạn. Quà mở cửa 10 vạn. Mẹ, trước đây mẹ chưa từng nhắc với con. Đột ngột như vậy, con đi đâu lấy nhiều tiền như vậy? Tôi không quan tâm cậu lấy nó từ đâu. Nếu cậu không thể lấy được tiền thì không thể qua cánh cửa này. Các người có tí liêm sĩ được không? Lên lầu 6 vạn phải tốn thêm 10 vạn vào cửa nữa. Hay khỏi kết hôn nữa đi. Có thôi hay không, đưa một ít không phải được rồi sao? Cường à, tôi đã nói sai điều gì à? Nghe lời tôi đừng kết hôn nữa. Họ chỉ bắt nạt cậu thôi. Họ xem cậu như một máy rút tiền. Cường, cậu vẫn còn tiền chứ? Diệp Phàm, tất cả họ đều đang cưỡi lên đầu cậu rồi. Cậu rốt cuộc có chút khí thế của đàn ông không? Hôn lễ sẽ diễn ra trong một giờ nữa. Mẹ tôi và những người khác đang đợi tôi ở khách sạn. Sau đó họ vượt qua ải này nữa là ổn. Tôi vẫn còn 3 vạn, tôi sẽ chuyển cho cậu. Mẹ, mẹ nhìn xem, con đã góp được hơn 5 vạn. Có được không? Vẫn muốn trả giá sao anh rể? Tôi nói anh, thiếu một chút cũng không được. Anh kết hôn mà không thể lấy ra 10 vạn. Ôi trời ơi, nếu sống theo kiểu của anh, xấu hổ chết đi được. Lương tháng 3 ngàn còn dám nói? Hãy lấy 10 vạn ra xem. Anh, nè, Diệp Phàm cậu ấy cũng cố gắng rồi. Tô Nguyệt, cậu nói thay cho loại đàn ông này sao? Tôi chỉ nghĩ Diệp Phàm đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng anh ấy chưa bao giờ than cực khổ. Chúng ta đừng nên chỉ trích anh ấy. Vậy ý cô là cô thông cảm cho anh ấy? Hay là vậy đi, cô bù cho anh ấy số tiền còn thiếu. Tôi chỉ cần anh ấy muốn, tôi có thể cho nhiều hơn. Mẹ, mẹ nghĩ thế này có ổn không? Hãy kết thúc hôn trước nhé. Chờ cho đến khi đám cưới kết thúc, con sẽ chắc chắn tìm cách bù đắp số tiền này. Được rồi, anh nghĩ hay quá. Kết hôn rồi, muốn quỵt nợ thì chúng tôi tìm ai đây? Đúng, phải đem tiền ra, còn không thì khỏi cần bàn nữa. Diệp Phàm, em cho anh mượn. Tô Nguyệt, số tiền này anh không thể lấy. Tới nước này rồi, cầm lấy đi. Chúc anh và Thanh Thanh đầu bạc răng long. Tô Nguyệt, cảm ơn em. Anh sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Diệp Phàm, chúc anh hạnh phúc. Mẹ, như vậy được chưa ạ?
Diệp Phàm, tôi không cố ý làm khó cậu. Tôi là mẹ của Thanh Thanh, thì tôi phải kiểm tra người mà Thanh Thanh kết hôn có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho con bé hay không. Cậu hiểu không? Được rồi, vào đi. Cảm ơn mẹ. Thanh Thanh, anh đến đón em đi. Nè Diệp Phàm, sao cậu lại gấp như vậy? Quá trình này chưa kết thúc đâu. Vẫn còn sao? Đó là anh. Hãy đọc thuộc lòng Nam Đức Thủ Tắc ngay tại chỗ. Nam Đức Thủ Tắc. Sao vậy? Anh quên rồi sao? Xem ra anh không đặt Thanh Thanh nhà chúng tôi ở trong lòng rồi. Sao có thể chứ? Làm sao tôi có thể không đặt Thanh Thanh vào trong lòng chứ? Tôi đọc: tự hào khi được chăm sóc vợ, xấu hổ vì bỏ rơi vợ, tự hào được phục vụ vợ, xấu hổ vì làm phiền vợ, tự hào khi được trả lương, xấu hổ vì giấu tiền thưởng. Được rồi chứ? Thanh Thanh, chờ một chút, còn một yêu cầu cuối cùng. Còn nữa sao? Đây là giấy bảo đảm sau cuộc hôn nhân, một số điều kiện phải được tuân thủ. Nếu cậu có thể làm được thì cậu có thể đón Thanh Thanh nhà tôi đi. Được rồi, mẹ đọc đi. Đầu tiên, toàn bộ thu nhập kiếm được sau khi kết hôn đều phải giao nộp số tiền tiêu vặt hàng tháng cho người phụ nữ quyết định. Thứ hai, cắt đứt mọi liên lạc với người khác giới. Thứ ba, tài sản trước hôn nhân của nam giới nằm trong tài sản chung của vợ chồng. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, con mang họ mẹ. Thứ bảy, sau khi kết hôn, người đàn ông đảm đương mọi việc trong nhà. Thứ tám, sau khi kết hôn, bất kể người đàn ông ở đâu và khi nào phải luôn sẵn sàng có mặt, không thể tìm lý do từ chối. Thứ chín, không được phép sống với bố mẹ chồng sau khi kết hôn. Nếu vi phạm các điều khoản trên, bên nữ có quyền yêu cầu bên nam dọn ra khỏi nhà và bồi thường cho người phụ nữ 120 vạn sau khi ly hôn, trả hết trong vòng một năm. Diệp Phạm, cậu có chấp nhận không? Thanh Thanh tốt thật, cô ấy thực sự sẵn lòng sinh cho anh một đứa con. Nhưng con mang họ của người mẹ, cô không thấy sao? Người phụ nữ mang thai 10 tháng đã phụ trách sinh con, phụ trách nuôi dạy con cái, mang họ mẹ thì đã làm sao? Không lẽ tôn nghiêm của người đàn ông chỉ có thể được thể hiện bằng họ thôi sao? Chỉ có cô là người phải chịu thôi sao? Ngôi nhà, chiếc xe, món quà đến hôn có nào không phải do bên chúng tôi chịu? Chuyện mua nhà mua xe không phải do chúng tôi ép buộc. Giỏi thì đừng cưới. Đây rõ ràng là do bên các người, để thỏa mãn mong muốn sinh sản của chính mình, sẵn sàng chịu chi phí. Nè A Liễu, không có chàng trai nào mong muốn chỉ cần mua nhà mua xe. Họ làm điều đó là vì tình yêu và trách nhiệm. Nói ít vài câu đi. Diệp Phàm, cậu có đồng ý những yêu cầu này không? Lưỡng lự lâu như vậy, có vẻ anh ta đang tính toán lãi lỗ đó. Thanh Thanh, cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông thực sự yêu cậu, không cần cậu phải nói, anh ấy sẽ chủ động chi tiền cho cậu thôi, vì cậu xứng đáng. Ngược lại thì... Cô nói đủ chưa vậy? Câm miệng. Không giữ cái gì chứ? Không có khả năng mà khí phách lại lớn vậy sao? Tôi đã bảo cô im lặng. A Liễu, tôi là con gái, anh ta sẽ dám đánh tôi? Tên đàn ông xấu này, anh kết hôn mà lại cứ quạo quọ lưỡng lự. Anh hãy nhìn lại anh đi, nhìn lại mặt của mình đi. Rốt cuộc anh có tư cách gì chứ? Anh dám đánh tôi sao? Diệp Phàm, cậu đang làm gì vậy? Thanh Thanh, cuối cùng em cũng lên tiếng. Anh đã ở bên em suốt 3 năm. Những gì họ vừa nói, nó có nghĩa là gì? Ý của anh là gì? Diệp Phàm, không phải anh từng nói cả đời này luôn tốt với em sao? Anh không đối xử tốt với em sao? Anh chất vấn em như vậy là có ý gì chứ? Anh chất vấn em sao? Anh chỉ đang nói họ vừa nói những điều phản đó, nghĩa là gì? Anh coi đi, anh còn dám nói là không chất vấn em. Rõ ràng anh đang chất vấn em còn gì. Diệp Phàm, anh đã thay đổi rồi. Trước đây anh không như vậy. Lúc trước em nói gì anh cũng đều đồng ý hết. Chưa kể, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, vậy mà anh không thể nhường em một chút sao? Anh có chỗ nào không nhường em? Nhưng mọi thứ cũng phải có giới hạn. Vậy ý của anh muốn nói em đang gây rắc rối một cách vô lý phải không? Diệp Phàm, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Anh đã thiếu kiên nhẫn với em như vậy rồi. Nếu như anh thật sự cưới em thì anh có thể kiên nhẫn với em sao? Anh coi đi, bây giờ thậm chí anh không muốn giải quyết. Em không thể tưởng tượng được, nếu anh thật sự cưới em, anh sẽ đối xử với em ra sao? Diệp Phàm, anh về đi. Xin lỗi. Xin lỗi Thanh Thanh, vừa nãy thái độ anh không tốt, anh xin lỗi. Diệp Phàm, anh có điều gì không thể thì nói em nghe hết đi.
Tại sao anh phải la mắng và hung dữ với em như vậy? Em nói cho anh biết, em đang rất tức giận đó. Xin lỗi, anh sai rồi. Vẫn chưa đủ. Trừ phi anh quỳ xuống và cầu xin em. Thanh Thanh, sao cậu lại làm khó Diệp Phàm? Làm khó? Trong lời xin lỗi thậm chí không có sự chân thành, đây cũng gọi là xin lỗi sao? Thanh Thanh, nhìn đi, anh ấy vẫn chưa quỳ xuống. Nó trắng ra, cái thể diện đó còn quan trọng hơn vợ đó. Thanh Thanh, xin lỗi. Vừa nãy thái độ anh không tốt, anh xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho anh đi. Dập đầu. Em đếm tới ba. Một, hai. Lần này em tha thứ cho anh đó. Nếu mà có lần sau thì anh tự đi về đi. Thanh Thanh, giờ em đã bớt giận chưa? Anh có thể nói chuyện với em chứ? Có phải là về điều khoản vừa rồi không? Những điều khoản vừa rồi tất cả đã được thỏa thuận với mẹ của em. Có vấn đề gì sao? Có một số điều khoản anh thực sự không thể chấp nhận được. Diệp Phàm, chính anh đã nói sẽ chiều chuộng em và yêu em kia mà. Bây giờ sao anh lại không thể làm được? Không, đó không phải là ý đó. Em nghe anh giải thích là như vậy. Những điều khoản bạn giao lương sau khi kết hôn không thành vấn đề. Cắt đứt mọi liên lạc với người khác giới không thành vấn đề. Kể cả thậm chí con mang họ của em cũng được. Nhưng chỉ có một điều, mẹ anh phải sống với chúng ta. Không, hai chúng ta sống cùng nhau. Mẹ của anh chuyển tới ở chung. Vậy là có ý gì đây? Đừng tức giận, em nghe anh nói nè. Hiện tại có tình huống như vậy là vì phòng cưới của chúng ta là do mẹ anh đã bán ngôi nhà cũ của bà và cả tiền tiết kiệm của cả đời bà ấy. Không để bà ấy sống ở đây thì không có nơi nào để đi cả. Em có hiểu không? Em không quan tâm. Đây là phòng cưới của chúng ta. Tại sao lại để mẹ của anh sống chung ở đây? Em không cho bà ấy ở. Và bà ấy sống ở đâu? Đó là chuyện của bà ấy. Đó không phải là chuyện của em. Sao em phải nhường nhịn chứ? Thanh Thanh, đó là mẹ anh. Bà đã hy sinh nuôi lớn anh. Vì anh kết hôn, bà đã bán căn nhà của mình. Anh để bà ấy ngủ ngoài đường thì anh có còn là con người không? Anh đã bao giờ nghĩ chị em chưa? Anh đã biết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ bao nhiêu vấn đề không? Em cảm thấy anh thực sự không muốn tốt với em đâu. Em kiên quyết không đồng ý với vấn đề này. Vậy thì tại sao mẹ của em lại có thể chuyển đến? Mẹ em đã nuôi em hơn 20 năm. Đón bà ấy về ở chung chắc cũng là đương nhiên phải không? Vậy mẹ anh đã nuôi anh hơn 20 năm, đón bà ấy để ở chung chẳng phải đó cũng là điều đúng đắn nên làm sao? Hơn nữa mẹ em còn sở hữu một ngôi nhà. Mẹ anh không có nhà, bà ấy đã bán nhà. Em đã nói rồi, mẹ của anh không có nhà để ở. Đó là vấn đề của gia đình anh, đó không liên quan gì tới gia đình chúng tôi. Diệp Phàm, nếu như anh có năng lực, anh chắc chắn có thể mua cho mẹ anh một căn nhà khác thay vì yêu cầu em thỏa hiệp. Anh có hiểu hay không? Thanh Thanh, anh muốn cưới em, anh bỏ thuốc lá, anh cũng đã bỏ rượu. Em muốn xính lễ 28 vạn 8, anh đều cho em. Em cần thể diện, em có yêu cầu sao? Anh đặt nhà hàng 5 sao, anh mua rượu Mao Đài. Em nói em có một em trai, xính lễ đem đến, cứ đưa cho mẹ. Anh hiểu. Em không có của hồi môn, anh cũng hiểu. Thậm chí ngay lúc này mẹ em đòi tôi tổng cộng 16 vạn. Anh không nói gì cả, nhưng anh cũng là con người, là một người bình thường. Anh đã làm việc chăm chỉ, tại sao vẫn không đủ chứ? Em nói anh nghe, anh cố gắng thế nào trong mắt em mới là đủ? Diệp Phàm, ý của anh là sao? Anh đang tính toán với em phải không? Anh nói anh muốn kiếm tiền để nuôi em. Bây giờ anh cảm thấy cưới em làm anh tốn nhiều tiền quá, có đúng hay không? Không có khả năng tính toán chi li. Diệp Phàm, nhìn anh bây giờ đi, vẫn trông giống một người đàn ông sao? Diệp Phàm, tôi đã nuôi con gái nhiều năm như vậy, tôi sẽ không để cậu chà đạp nó. Chà đạp? Diệp Phàm, anh không hiểu rồi. Là vì anh không có năng lực, là vì anh nghèo, cho nên mẹ của anh mới không có nhà ở. Anh lại còn muốn dùng tình cảm với chúng ta để mà chèn ép tôi. Tại sao phải là tôi chứ? Nếu anh có thái độ này, tôi sẽ không kết hôn với anh nữa đâu. Thanh Thanh, sắp xong hết rồi. Diệp Phàm đã rất cố gắng. Anh ấy chỉ muốn cho cậu một mái ấm. Nhưng cậu thì sao? Cậu thậm chí không ăn nói một câu còn chỉ trích anh ấy. Cậu có xứng với anh ấy không? Cậu im đi. Cô mới im đó. Nếu cô không gả thì tôi cũng không cưới. Đừng tưởng tôi không biết. Mấy người chê bai hoàn cảnh gia đình nghèo khó của tôi, nghĩ rằng tôi không đủ tốt với cô. Tôi không thể cho cô thể diện và tôn nghiêm. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu tôi không nâng đỡ cô thì cô chẳng là gì cả. Diệp Phàm, anh biết trên thế giới này ai là người thất bại nhất không?
Đó chính là anh đó. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thì sao? Anh không đủ khả năng để hỗ trợ gia đình. Tiền mà anh kiếm 30 tuổi rồi mà không thể có tiền lo được cho đám cưới. Anh đúng là phế vật. Diệp Phàm, để tôi kể cho anh nghe. Nếu Thanh tôi lấy anh, đó là phước phận anh tôi kiếp trước. Còn ai khác muốn cưới anh ngoài tôi chứ? Người đàn ông có mức lương hàng tháng chỉ có 3.000. Tố Nguyệt, anh biết bây giờ anh chẳng còn gì nữa, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để tốt với em. Em sẽ lấy anh chứ? Em đồng ý. Quản gia Giang đến. Lú bịch. Diệp Phàm, ý của anh là sao? Tại đám cưới của tôi lại đi cầu hôn một người phụ nữ khác. Anh muốn làm gì đây? Liên quan gì cô? Còn cô nữa Tô Nguyệt, cô thật sự rất đáng khinh và vô liêm sỉ đó. Cô im đi. Được rồi, hèn chi vừa nãy cô giúp đỡ anh ấy. Quá ra hai người đã ngoại tình từ lâu rồi. Chị à, bà đã thực sự đã lừa dối chị. Thì ra là anh đã sớm tính đường lui. Hôm nay phải cho tôi một lời giải thích đi. Các người thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh nghĩ đi, sao bạn lại muốn bỏ đi? Cậu muốn gì? Anh đã hủy hoại chị tôi trong 5 năm, phải bồi thường thiệt hại về tinh thần 50 vạn, không được thiếu một xu nào. Gia đình mấy người thật sự đã mở rộng tầm mắt của tôi. Bớt phí lời đi, hoặc nhận tiền ngay hôm nay, hoặc không ai có thể đi ra khỏi đây. Muốn tiền sao? Nằm mơ đi. Chị. Diệp Phàm, sao anh lại dám đánh em trai của tôi? Cô không thấy những gì cậu ta vừa làm sao? Vậy thì sao chứ? Nó là em ruột của tôi. Cho dù nó làm gì thì anh cũng không được đánh nó. Bây giờ anh hãy xin lỗi nó ngay lập tức. Rõ ràng là lỗi của cậu ấy, nhưng cô lại yêu cầu tôi xin lỗi. Lưu Thanh, cô thật sự là một người cuồng em trai. Trước đây tôi chịu đựng cô vì tôi yêu cô. Về sau đừng hòng có thể chạm vào tôi một lần nữa. Trong vòng 3 ngày hãy trả lại tiền sính lễ, bao gồm cả 16 vạn mà mẹ cô đã lừa tôi vừa rồi. Trả lại cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Tô Nguyệt, đi thôi. Tô Nguyệt, Diệp Phàm, đôi cẩu nam nữ hai người, tôi sẽ cho hai người biết tay. Chị, tên Diệp Phàm khốn đó đã làm gia đình chúng ta bị nhục nhã. Những lời này phải nói. Phải, nó là cái thá gì chứ? Vẫn muốn tiền, không đời nào. Tô Nguyệt, Diệp Phàm, lần này tôi quyết định không tha cho hai người đâu. Giang quản gia của Thượng Kinh nhà họ Diệp đến. Thượng Kinh nhà họ Diệp, tập đoàn đa quốc gia, tài sản nghìn tỷ, gia tộc hàng đầu thế giới, gia đình giàu có hàng đầu, sao lại tới nhà của chúng ta? Không lẽ là... Quản gia Giang Giang Liệt, xin chào thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Chị đã được cậu chủ nhà họ Diệp nhìn trúng rồi. Làm sao một cuộc hôn nhân có thể qua loa như vậy? Đây là thư mời tham dự bữa tiệc danh nhân của tập đoàn Thiên Hạo. 3 ngày sau, tại bữa tiệc, tôi sẽ đích thân giúp cậu chủ và phu nhân tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Diệp Phàm, Tô Nguyệt, cảm ơn em đã giúp anh giải dây ngày hôm nay. Không phải giải dây cho anh, mà là em thực sự đồng ý. À, Diệp Phàm, thực ra thì em đã thích anh từ 3 năm trước. Chỉ là lúc đó anh yêu Liễu Thanh sâu sắc như vậy, em chỉ có thể thầm thích anh thôi. Em không ngờ phải đợi 3 năm cuối cùng cũng có thể nói lên tiếng lòng của mình. Diệp Phàm, Em thích anh. Mình kết hôn đi. Tô Nguyệt, nhưng anh không có gì cả. Em có mọi thứ, chỉ thiếu anh. Tô Nguyệt, em đã thực sự nghĩ kỹ chưa?
Sao vậy? Đã đăng ký kết hôn rồi mà anh vẫn muốn đổi ý sao? Không, anh nghĩ... Được rồi, em hiểu. Diệp Phàm, có thể gả cho anh, đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của em. Tô Nguyệt, kiếp này Diệp Phàm anh sẽ không phụ em đâu. Được, em sẽ quay lại và nói với gia đình trước. Ngày mai em đưa anh về gặp bố mẹ. Anh cầm lấy đi. Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh, đừng tới tay không. Cậu chủ, quản gia Khương Giang Liệt của nhà họ Diệp xin chào cậu chủ. Lý Tuyết, chào cậu chủ. Tôi... Chú à, nhận nhầm người rồi phải không? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không phải là cậu chủ. Cậu chủ, không sai đâu. Hồi đó ông chủ bị kẻ thù truy lùng, sợ liên lụy đến cậu, thế nên để tôi đem cậu vào hộ nhà nông, để lại một nửa mặt dây chuyền làm kỷ niệm. Mặt dây chuyền, cậu xem, đây là mặt dây chuyền, cậu sẽ biết ngay khi kiểm tra nó. Sao lại thế này? Tôi thật sự... Cậu chủ, xin hãy nhận từ tôi một lạy. Gia đình Thượng Kinh nhà họ Diệp kể từ bây giờ do cậu quản lý. Giang quản gia, ông mau đứng dậy. Giang quản gia, tôi tạm thời tin rằng điều này là sự thật. Nhưng tôi không biết gì về ông cả. Cậu yên tâm nhé, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Đây là con gái Giang Lý Tuyết của tôi, du học từ nhỏ, thành thạo trong quản lý kinh doanh và hoạt động tài chính, và cũng là nhà du lịch võ thuật thế giới. Từ hôm nay, con bé sẽ làm thư ký riêng cho cậu, giúp cậu giải quyết mọi khó khăn cậu gặp phải. Xin chào cậu chú Diệp. Xin chào cậu chủ. Ông chủ cũng đã dặn dò đám cưới của cậu phải hoành tráng, vì thế chúng tôi đã mua lại công ty niêm yết đầu tiên ở Giang Châu, tập đoàn Thiên Hạo, để cậu làm chủ tịch. 3 ngày sau chúng tôi sẽ mời tất cả những người nổi tiếng ở Giang Châu chính thức công bố thân phận của cậu, tạo hôn lễ của cậu và phu nhân. Chú Giang nói về tập đoàn Thiên Hạo trị giá hàng trăm tỷ. Đúng, làm chủ tịch. Tôi? Vâng, thưa cậu. Còn nữa, chú còn nói tổ chức đám cưới của tôi với vợ tôi. Đúng vậy, tôi đã đích thân gửi thư mời cho cô Liễu Thanh. Cô ấy và tôi đã hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Cậu chủ, vậy có cần tôi lấy lại thư? Không cần đâu, để cô ấy đi. Cô ấy luôn không thích việc tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nói rằng tôi không xứng đáng để cưới cô ấy. Vậy tôi muốn xem khi cô ấy biết tôi đáng giá cả nghìn tỷ sẽ nghĩ sao. Vâng. Đúng. Nhân tiện, chú Giang à, chú biết bao nhiêu về gia đình Tô ở Giang Châu? Tôi không biết nhiều về gia đình Tô ở Giang Châu, chỉ biết có vẻ như họ kinh doanh không tốt, tìm kiếm sự hợp tác ở khắp mọi nơi, muốn sống sót qua cơn khủng hoảng. Khủng hoảng? Giang quản gia, tôi có thể làm phiền chú? Cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ làm được. Sử dụng tập đoàn Thiên Hạo dưới danh nghĩa chủ tịch, giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng có được không? Được rồi cậu chủ, tôi sẽ gửi cho bên đấy đơn hàng 1 tỷ. Cảm ơn nhiều. Còn nữa, giúp tôi chuẩn bị một món quà hào phóng được không? Tôi đích thân gửi đến nhà họ Tô. Được, Tô Nguyệt. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, tin tưởng khi anh không có gì, Diệp Phàm anh chắc chắn sẽ không phụ em. Xin chào. Cái gì? Tập đoàn Thiên Hạo thay đổi quyền sở hữu. Cái gì? Tập đoàn Thiên Hạo thay đổi quyền sở hữu. Bắt đầu hôm nay, bằng mọi giá xây dựng mối quan hệ với người khác. Hãy chuẩn bị ngay món quà tốt nhất cho tôi. Tôi sắp gặp chủ sở hữu mới của tập đoàn Thiên Hạo. Lực lượng ở Giang Châu được đổi mới. Cơ hội để họ Lý của tôi trỗi dậy đã đến. Cô chủ, có cần tôi đi chung không? Không cần, tôi có thể tự mình đi vào.
Đây là quà tôi đã chuẩn bị. Nhân sâm núi tuyết cao cấp nghìn tuổi, chỉ có một trên thế giới, vô giá, không có trên thị trường. Sợi dây màu đỏ này. Cô chủ, nhân sâm này đã tồn tại hàng ngàn năm và có linh tính, cần phải khóa bằng dây đỏ. Thật kỳ diệu. Tôi luôn nghĩ đó là huyền thoại, tôi không ngờ nó là sự thật. Cảm ơn. Mẹ. Tô Nguyệt. Bố, mẹ, đây là Diệp Phàm. Chào chú, chào dì. Quà đâu? Lần đầu đến thăm, món quà nhỏ thể hiện thành ý. Dì à, nghe cái tên rác rưởi này mà cũng muốn cưới con gái của tôi sao? Mẹ, của ít lòng nhiều mà. Dì, đây chính là củ sâm núi tuyết nghìn năm tuổi. Nhân sâm núi tuyết nghìn năm tuổi. Nhân sâm núi tuyết nghìn năm tuổi. Trên thế giới chỉ có một loài cây. Nó được gia đình nhà họ Diệp sưu tầm nhiều năm. Diệp Phàm, trước khi gửi hàng giả, tôi khuyên cậu nên điều tra, để không phải xấu hổ. Làm sao cậu chắc chắn những gì tôi gửi là giả? Làm sao? Lẽ nào cậu muốn nói nhân sâm núi tuyết ngàn năm tuổi này nó được nhà họ Diệp tặng cho cậu? Đúng rồi, trước khi nói những điều vô nghĩa, hãy xem thân phận của cậu, dựa vào cậu xứng sao? Tại sao tôi không xứng đáng? Cậu thực sự rất kiêu ngạo. Cậu không được chào đón trong gia đình nhà họ Tô của tôi. Chú Tô, cần gì tức giận? Hôm nay cháu sẽ làm cậu ta xấu hổ, không bao giờ dám xuất hiện trước mặt nhà họ Tô nữa. Diệp Phàm, cậu vừa nói cây sâm núi tuyết ngàn năm tuổi này đó là một món quà cá nhân từ nhà họ Diệp. Nhưng cậu có biết gia đình thượng kinh họ Diệp ở Đại Hạ được ví như một chiếc tay che trời, ngay cả trước mặt nhà vua thì cũng đối xử lịch sự. Và cậu chỉ là một tầng lớp thấp kém sinh ra ở nông thôn, thậm chí không có tư cách để ngưỡng mộ tôi. Bây giờ còn dám nói nhân sâm núi tuyết nghìn năm tuổi này là hàng thật, nó được nhà họ Diệp tặng. Tại sao tôi không dám? Diệp Phàm. Được, cậu thực sự không thấy quan tài không đổ lệ. Nhân sâm núi tuyết ngàn năm tuổi có một cách khác để xác minh thật hay giả, rõ ràng trong nháy mắt. Bằng cách nào đi? Người ta nói nhân sâm núi tuyết ngàn năm tuổi có trí tuệ, nếu không bị trói bằng sợi dây đỏ này sẽ biến mất ngay lập tức. Chỉ cần cởi sợi dây đỏ trên cây sâm núi tuyết này là biết thật hay giả. Được, đây là một ý tưởng tốt. Nếu cởi sợi dây màu đỏ này, nhân sâm núi tuyết biến mất, cậu có đủ khả năng gánh chịu hậu quả không? Sao lại không gánh nổi chứ? Chưa kể, cậu hoàn toàn là kẻ giả tạo. Chú và dì, hai người cũng đồng ý sử dụng phương pháp này xác minh tính xác thực. Chú và dì, Diệp Phàm chính là không dám mở nên mới dám đưa cho chú dì hàng giả. Thả đi. Tất nhiên phải thả. Cậu ấy chỉ là một người công nhân, có thể tặng một món quà chân thành không? Được, tôi hy vọng mọi người không hối hận. Được, Diệp Phàm, chiêu trò của cậu sẽ sớm bị lộ thôi. Chờ một chút. Nhân sâm tuyết sơn, tôi đã mua nó. Đúng là không tới 1000 năm. Không cần phải kiểm tra đâu. Cái gì? Cô Tô, cô muốn chịu trách nhiệm thay cậu ta à? Đây là thứ tôi mua, thì đã làm sao? Diệp Phàm, cậu là một người đàn ông bám váy phụ nữ, không cảm thấy xấu hổ sao? Tô Nguyệt, để cậu ta mở. Nhưng mà... Em tin anh đi. Mở đi. Diệp Phạm, giờ còn muốn nói gì nữa? Chuyện này nó đã biến mất rồi. Đây thực sự là củ sâm núi tuyết nghìn năm tuổi. Điều này là không thể. Lý Dĩ Trạch, nhân sâm núi tuyết ngàn năm khó có, cậu bồi thường được không? Diệp Phạm, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu. Tôi không ngờ cậu lại chuẩn bị hai thứ. Nếu không thử loại nhân sâm quan giả này, tất nhiên có thể coi nó là hàng thật, vàng thau lẫn lộn. Nếu có người hiểu biết, có thể dùng thủ đoạn mới của mình để lừa gạt người khác, chết không đối chứng, đúng không? Đáng tiếc, sự thông minh sử dụng không đúng chỗ rồi. Tên tiểu tử này muốn cưới con gái của tôi, đúng là phí tâm phí sức mà.
Côn trùng mùa hè không thể chạm đến băng. Ít ngồi đáy giếng không thể chạm được miệng, vẫn cứng miệng. Tôi nói nè, cái gì giả là giả. Cho dù cậu có quen với thủ thuật đó đến đâu, điều đó cũng vô ích. Chỉ vì có món quà của tôi, gia đình họ Tô mới có thể vượt qua cơn khủng hoảng. Cậu Lý, câu này cậu có ý gì? Bác Tô có biết không, tập đoàn Thiên Hạo thay đổi quyền sở hữu. Đương nhiên biết, đây cũng là chìa khóa để gia đình họ Tô của tôi vượt qua khủng hoảng. Bác Tô nhìn này, đây là gì? Cái này, đây là tập đoàn Thiên Hạo hợp đồng đặt hàng 1 tỷ. Tốt, tập đoàn Hạ Diệp gần đây đã đến thăm Giang Châu, sắp xếp cho cậu chủ Diệp phụ trách tập đoàn Thiên Hạo. Sẽ có một bữa tiệc nổi tiếng 3 ngày sau. Bố con có quan hệ tốt với anh Diệp, vì vậy con đặc biệt mời nhà họ Tô hợp tác lần này, giúp nhà họ Tô vượt qua cơn khủng hoảng. Tuyệt vời, chúng ta có hợp đồng này, khủng hoảng của nhà họ Tô sẽ được giải quyết. Cậu Lý, cậu thực sự là một ân nhân lớn của nhà họ Tô tôi. Chú Tô, Nguyệt, sao không nhanh cảm ơn cậu Lý đi? Cảm ơn anh Lý. Tại sao cậu lại cười? Món quà này của tôi so với nhân sâm núi tuyết của cậu, nó có giá trị gấp ngàn lần. Tôi cười cậu không biết xấu hổ. Ý anh là sao? Hợp đồng này rõ ràng là nhờ sự dẫn dắt của tôi vừa đưa cho nhà họ Tô. Nó có liên quan gì đến cậu? Dẫn dắt của cậu? Sao nào? Ý cậu là, cậu là chủ tịch mới của tập đoàn Thiên Hạo, cậu chủ họ Diệp? Đúng rồi. Dữ thiệt, dữ thiệt. Chú Tô, chú thấy đấy, kể cả cậu Diệp cũng muốn làm con rể của nhà họ Tô. Đúng là tự con đa tình rồi. Tên rác rưởi này, cậu chủ Diệp là người mà cậu có thể giả vờ sao? Đừng nghĩ họ của cậu là Diệp thì có thể liên lạc với gia đình đó. Diệp Phạm, điều này không thể nói bậy được đâu. Anh không nói bậy, anh là cậu chủ Diệp. Im đi, cậu nghĩ tôi không biết quá khứ của cậu sao? Cậu thậm chí còn không kiếm được tiền để kết hôn, sao cậu còn dám nói là con trai của nhà họ Diệp chứ? Diệp Phạm, em ở bên anh không vì điều gì khác. Anh không cần phải tạo nên thân phận này đâu. Tô Nguyệt, tin anh đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không hề nói dối. Giang quản gia, trong vòng 3 phút hãy đến nhà họ Tô. Thực sự coi mình là cậu chủ nhà họ Diệp. Tôi bảo cậu nghe, ngay cả bố tôi cũng đã gặp Giang quản gia. Cậu phải cẩn thận đấy. Những lời vừa nãy cậu nói trong lúc say rượu phải không? Điều đó có nghĩa là cậu không đủ tư cách. Diễn, cứ diễn tiếp đi. Chỉ vì lòng tự trọng kém cỏi của cậu, không ngần ngại nói ra lời nói dối này. Thật đáng tiếc cho khả năng diễn xuất của cậu, quá vụng về. Chú Tô, nhắc nhở nho nhỏ, nếu như để anh chàng này làm bất cứ điều gì anh ta muốn, khi đến tay cậu chủ Diệp, nhà họ Tô, tôi sợ sẽ khó sống. Đồ độc ác này, định hại nhà họ Tô của chúng tôi sao? Hãy ra khỏi nhà họ Tô ngay lập tức. Bố, Diệp Phạm không phải có ý đó. Đến lúc này rồi, con vẫn còn nói hộ cho tên khốn này à? Trong lòng con có còn nhà họ Tô không? Con còn xem ta là cha con không? Diệp Phạm, anh giải thích đi. Không có gì để giải thích. Giang quản gia sẽ đến đây sớm, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Lại nói dối, tin hay không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu, ném xuống biển cho cá ăn. Bố, Diệp Phạm, anh đi nhanh lên đi, nếu không bố của em sẽ ra tay đó. Tô Nguyệt, bữa tiệc ngày mai em sẽ hiểu tất cả. Cậu, bố, bố, bố à, bố. Tô Nguyệt, ta nói con nghe, ly hôn người này đi, bố không thừa nhận cuộc hôn nhân này đâu. Bố, con sẽ không bao giờ rời xa nấy. Con đang đùa gì vậy? Hôn nhân là nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Quản gia Giang của nhà Thượng Kinh Diệp đến. Giang quản gia, Giang quản gia thực sự đã tới nhà rồi. Không lẽ Diệp Phạm thực sự là cậu chủ của nhà họ Diệp? Bà đúng là quá tin người. Giang quản gia, làm sao có thể vì một tên nhóc đến thăm nhà họ Tô chúng ta? Đương nhiên là vì nể mặt của cậu Lý. Cậu Lý, dù sao thì nhà họ Lý cũng có quan hệ tốt với nhà họ Diệp. Giang quản gia đích thân đến đây đương nhiên là có lý do. Xin chào Giang quản gia. Cậu là? Tôi là Lý Vĩ Trạch. Lý Văn Ngạn là cha tôi.
là con trai của Lý Văn Ngạn. Có chuyện gì sao? Từ khi còn nhỏ, con đã ngưỡng mộ phong thái của Giang quản gia. Hôm nay được gặp là may mắn ba đời. Đây là cô Tô. Là tôi. Tốt, rất rạng rỡ. Giang quản gia, bữa tiệc nổi tiếng thiên hạ tối nay, nhà họ Lý, chuyện này tôi đã đưa nó cho bố cậu rồi. Nhà họ Lý của cậu có thể nắm bắt cơ hội này không thì phải xem số phận rồi. Con cảm ơn Giang quản gia. Giang quản gia, con vẫn còn có điều muốn hỏi. Có chuyện gì vậy? Không biết nhà họ Tô có thể tham dự bữa tiệc của người nổi tiếng thiên hạ không? Tất nhiên có thể. Sau ngày mai, nhà họ Tô thịnh vượng. Cảm ơn Giang quản gia. Vì cậu chủ không có ở đây, không có ý định ở lại lâu dài, tôi có việc khác phải làm, tôi đi trước. Tạm biệt Giang quản gia. Ôi, nhà họ Tô chúng ta thực sự là nhờ cậu Lý. Chú Tô à, sao lại khách khí như vậy? Nhà họ Tô và nhà họ Lý vốn có quan hệ tốt với nhau. Hơn nữa, con đã yêu Tô Nguyệt từ lâu rồi. Việc nhỏ nhỏ này chẳng là gì cả. Cậu Lý, vừa rồi quản gia Giang nói vận mệnh của nhà họ Lý là bữa tiệc nổi tiếng thiên hạ tối mai. Giang quản gia sẽ giới thiệu cho nhà họ Lý một nhân vật lớn. Nhân vật lớn? Bác Tô, kể mọi người cũng không sao. Nhân vật lớn đó là người kế thừa tương lai của tập đoàn họ Diệp. Con trai người giàu nhất thế giới, Diệp Thắng Thiên. Con trai của người giàu nhất? Đúng rồi. Chỉ cần nhà họ Lý nắm bắt được cơ hội này, sẽ như diều gặp gió. Giang Châu thì chả là gì. Tôi đã nói rồi mà, cậu Lý là rồng là phượng với loài người. Cậu Lý đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đuổi tên đó ra khỏi nhà họ Tô. Mẹ, con và Diệp Phàm thực sự yêu nhau. Câm miệng. Từ xa xưa hôn nhân phải môn đăng hộ đối. Cái tên nhóc đó cũng xứng làm con rể nhà họ Tô sao? Tô Nguyệt. Dì ơi, đừng kích động. Người đó không phải tự xưng là cậu chủ Diệp sao? Đợi đến bữa tiệc nổi tiếng của thiên hạo, Giang quản gia tiến cử cậu chủ Diệp thực sự, sẽ xem cậu ta có thể tiếp tục diễn như thế nào. Cái tên nhóc đó không biết có tư cách đi vào bữa tiệc hay không nữa đó. Ồ dân, dì đã nhắc cháu, anh ta là một thứ rác rưởi cấp thấp, làm sao có thể vào được tầng lớp thượng lưu của chúng ta. Cậu chủ, đây là công ty con của tập đoàn Thiên Hạo, trung tâm mua sắm sang trọng. Mọi thứ cậu cần cho bữa tiệc tối nay có thể chọn ở đây. Tất cả giao dịch đều miễn phí. Tốt. Tôi vẫn còn chuyện phải làm, nói chuyện với người phụ trách trung tâm mua sắm. Cậu đi mua sắm trước đi. Được. Chút nữa tôi sẽ qua. Đây không phải là Diệp Phàm sao? Cửa hàng sang trọng này từ khi nào thứ rác rưởi như anh cũng vào được vậy? Đợi đã, anh không nên như vậy. Anh có thể muốn quay lại với chị tôi không? Tên vô dụng đó, nó xứng sao? Đáng tiếc thật, chị tôi bây giờ là phượng hoàng trên trời. Một con tóc xanh như anh chỉ có thể là nằm mơ thôi. Diệp Phàm, chúng ta đã không thể rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Dướng dướng. Không lẽ không phải? Tôi vừa trẻ vừa xinh đẹp là dịu dàng như vậy. Còn anh thì sao? Bất kể đó là học thức hay là bất cứ điều gì khác, chúng ta định là không đến từ cùng một thế giới rồi. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Liễu Thanh, cô đánh giá cao bản thân quá phải không? Không lẽ định nói tới đây để mua thứ gì đó sao? Diệp Phàm, đây là một cửa hàng sang trọng, không phải quán gian đường nào đó. Toàn bộ thứ trên người của anh kết hợp, thậm chí còn không đủ tiền mua một chiếc quần ở đây. Mua không nổi đâu. Mọi thứ ở đây đều để tôi lựa chọn. Diệp Phàm, còn cứng miệng nữa sao? Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình của anh nhất. Chỉ là một chiếc túi ngẫu nhiên ở đây đã lên tới hàng trăm ngàn. Lương chỉ có 3 cọc 3 đồng, lấy gì mà mua đây? Anh không phải đang cố dập nồi bán sắt đó chứ? Chỉ để thể hiện trước mặt chúng tôi, để chúng tôi hối hận. Đáng tiếc thật, đừng nói không có bản lĩnh. Dù bây giờ anh có là người giàu nhất tỉnh, cũng không đủ tư cách để nhớ tới chị tôi. Thôi vậy, nói nhiều cũng chẳng ích gì. Anh cũng sẽ không hiểu. Hay là ra khỏi đây ngay bây giờ. Đây không phải là nơi dành cho anh. Đứng đó làm gì? Sao không nhanh đuổi hắn đi? Ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của tôi thì đừng hòng làm công việc này nữa. Ai có bản lĩnh lớn vậy?